Tên đầu bu lai kiểu vô chi bậc một là bộ sưu tập của Halloween của cái tiệm nước này, cái em ấy 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 có cái hầm râu kìa. Đúng rồi, có cái nón giống hôm bữa rồi đó. Vô chi bậc hai, không có cái gì là trễ hết. Ú, có hầm râu kìa. Ú, ủa cái nón hầm râu đi chụp mất tiêu rồi. Đây đây là cái ly này mà không biết. Ê nè, nói chuyện không được. Ê, cái gì có trái tim nó kìa. Ủa là gì vậy mọi người? Cái trái tim gì tiếng Hàn không mà đọc không được vậy hết chứ. Vô chi bậc ba, đừng kéo gì. Đừng kéo. À đừng nói từ kéo hả? Ủa lỡ nói rồi. Đây là những gì tôi nghe được trong buổi live của Pu. Nè, anh ơi, chồng ơi, anh ơi, chuyện vi phạm đó chồng ơi. Chào Pu nha. Mọi người chuẩn bị tinh thần nha. Đây là giọng kêu của Pu mỗi khi mà Pu ở trong phòng mà ổng ở ngoài. Mọi người chuẩn bị tinh thần nha. Chồng ơi! Chồng! Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Ủa gì? Tự nhiên anh trai thằng con bất hiếu mời tham gia phiên live này là ai vậy? Trời ơi, nghe cái tên là muốn từ chối rồi, từ chối luôn, từ chối. Tự nhiên cái anh trai thằng con bất hiếu là ai vậy?